Cô xin chào tất cả các em. Cô tên Nguyễn Thị Hồng Ánh, là giáo viên trường tiểu học Trương Định, quận 12. Hôm nay cô cùng với các em học tiết toán nhé. Trước khi vào bài học thì các em sẽ chuẩn bị cho cô sách giáo khoa, vở, bảng con. Trước khi vào bài mới, cô cùng các em sẽ khởi động tí xíu nhé. Các em quan sát hình ảnh và viết phép tính thích hợp vào bảng con giúp cô. Sau khi viết xong phép tính, các em hãy suy nghĩ xem điền dấu vào chỗ chấm thích hợp. Chấm chấm được lấy chấm chấm lần. Bây giờ cô cùng các em kiểm tra bài nhé. Khi mình quan sát hình ảnh, mình viết được phép tính 3 cộng 3 cộng 3 bằng 9. 3 được lấy 3 lần. Cô khen các bạn đã làm bài giống bài trên màn hình của cô nào. Qua phần khởi động, cô thấy các em tính nhanh. Hôm nay cô cùng các em sẽ học bài mới, đó là bài phép nhân. Các em cùng đọc lại từ bài nhé. Các em quan sát và đếm giúp cô trên màn hình có tất cả bao nhiêu chiếc bút chì? Các em hãy nhớ lại bài cũ và nêu cho cô phép tính tương ứng với hình ảnh trên màn hình nào. Cô có phép tính tương ứng với số bút chì là 3 cộng 3 cộng 3 cộng 3 bằng 12. Các bạn chắc cũng làm giống kết quả của cô đúng không nào? Các em quan sát trên màn hình có mấy nhóm bút chì nào? Đúng rồi, có 4 nhóm bút chì. Mỗi nhóm có mấy chiếc bút chì nào? Mỗi nhóm có 3 chiếc bút chì. Vậy khi tính tổng các số hạng bằng nhau, ta có phép tính là 3 cộng 3 cộng 3 cộng 3 bằng 12. Em có nhận xét gì về các số hạng của tổng? Các số hạng này đều bằng 3. Với tổng các số hạng bằng nhau, ta có thể viết thành phép nhân. Do 3 được lấy 4 lần nên ta viết phép nhân 3 nhân 4 bằng 12. Các con quan sát giữa số 3 và số 4 ta có dấu gạch chéo với nhau, ta gọi là dấu nhân. Ta đọc là 3 nhân 4 bằng 12. Các bạn đọc lại phép tính theo cô nào. 3 nhân 4 bằng 12. Con đã tìm hiểu phép nhân rồi, giờ chúng ta chuyển qua phần thực hành nhé. Bài số 1, cô sẽ hướng dẫn các em viết dấu nhân và viết phép tính nhân. Các em chú ý độ cao dấu nhân là một ô ly. Các em viết hai dòng vào vở toán nào. Các em viết tiếp phép tính 3 nhân 4 bằng 12. Hai dòng nữa giúp cô nào. Rồi các em đọc theo cô. 3 nhân 4 bằng 12. Chúng ta cùng qua bài tập số 2 viết phép nhân. Các bạn đọc lại tự bài giúp cô nào. Các em quan sát trên hình ảnh minh họa, mỗi bạn có mấy bàn tay? Đúng rồi, mỗi bạn có hai bàn tay. Vậy có mấy bạn trên hình ảnh minh họa các bạn? Có 4 bạn. Hai bàn tay được lặp lại mấy lần? Giỏi lắm, hai bàn tay được lặp lại 4 lần. 2 được lấy 4 lần. Như vậy ta có phép nhân là gì? Các bạn giỏi quá. 2 nhân với 4. Các bạn đọc lại giúp cô nào. 2 nhân 4. Rồi, chúng ta qua câu B. Các em hãy quan sát số ngón tay của 8 bàn tay. Các em suy nghĩ xem ta viết được phép tính như thế nào.
Chúng ta viết được phép tính là 5 x 8. Các em có viết giống trên màn hình của cô không nào? Cô khen các em viết giống trên màn hình của cô. Rồi, các em đọc lại giúp cô 5 x 8. Qua bài tập số 2, các em đếm và viết phép nhân rất là nhanh. Cô có lời khen các em. Chúng ta qua bài tập số 3. Bài số 3 yêu cầu chúng ta là tính. Các em nhắc lại tự bài giúp cô. Các em quan sát phép nhân 2 x 4. Cho cô biết cái gì được lấy mấy lần? 2 khối lập phương được lấy 4 lần. Muốn biết có bao nhiêu khối lập phương ta tính như thế nào? Đúng rồi, ta có tổng các số hạng bằng nhau, 2 cộng 2 cộng 2 cộng 2 bằng 8. Chúng ta dựa vào kết quả phép cộng để biết kết quả của phép nhân là 2 x 4 bằng 8. Bây giờ các em sẽ suy nghĩ và thực hiện câu A và câu B trong vòng 2 phút. Bây giờ cô cùng các em sửa bài nhé. Các em cho cô biết 7 được lấy mấy lần? 7 được lấy 2 lần. Vậy 7 cộng 7 bằng 14. Và 7 nhân 2 bằng 14. Cô khen những bạn viết đúng giống trên màn hình của cô nào. Bây giờ các bạn sẽ đọc theo cô nào. 7 cộng 7 bằng 14. 7 nhân 2 bằng 14. Cô cùng các bạn sửa bài tập B nhé. Các bạn cho cô biết 6 mình được lấy mấy lần? Đúng rồi, 6 được lấy 3 lần. Vậy 6 cộng 6 cộng 6 bằng 18 và 6 nhân 3 bằng 18. Cô khen những bạn viết đúng giống trên màn hình của cô nào. Rồi, các bạn đọc theo cô 6 cộng 6 cộng 6 bằng 18. 6 nhân 3 bằng 18. Cô thấy các bạn chăm ngoan nên cô thưởng cho các bạn chơi trò chơi ong tìm mật. Các bạn đã sẵn sàng chơi chưa nào? Luật chơi như sau, các em hãy chọn câu nào đúng nhất để trả lời các câu hỏi sau nhé. X là dấu gì? Các em chọn đáp án. A là dấu nhân, B là dấu cộng. Thời gian cho các em suy nghĩ 5 giây bắt đầu. Hết giờ. Xin chúc mừng các bạn có câu trả lời là A. Cô khen các bạn đã trả lời đúng để giúp bạn ông đi tìm được mật. Các em hãy tính có bao nhiêu ngôi sao và chọn câu trả lời đúng nhất. A. 5 x 2 B. 6 x 2 C. 2 x 6 Thời gian cho các em suy nghĩ và tính là 5 giây bắt đầu. Hết giờ. Câu B là đáp án đúng. Cô khen các em đã trả lời đúng nào. Giờ học chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô chúc các em chăm ngoan, học giỏi. Chào tạm biệt các em.